Có một bạn vừa hỏi mình rằng là anh ơi, theo anh quan điểm lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực là đúng hay là sai? Vậy thì nhân tiện video này mình sẽ chia sẻ theo cái góc độ quan điểm cá nhân của mình. Vậy thì giữa hai cái yếu tố lựa chọn và nỗ lực, câu này rất là thông dụng phải không nào? Và nhiều người coi rằng là lựa chọn quan trọng hơn, nhưng với mình cả hai cái yếu tố này, lựa chọn và nỗ lực đều quan trọng như nhau. Nhưng nó sẽ hợp lý hơn và thuyết phục hơn nếu lựa chọn sẽ được sắp xếp ưu tiên số 1 và sau đó sẽ là nỗ lực. Ví dụ như là trên cái hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, những cái chiến lược xây dựng kênh, những cái hướng đi, những cái mục đích của mình, mục tiêu của mình sẽ cần phải rõ ràng và định hình trước. Khi mà mình biết trước cái con đường của mình sẽ cần đi đâu và những cái chiến lược như thế nào chúng ta cần phải thực thi, đó là cách để chúng ta lựa chọn. Vậy thì số 1 thì là lựa chọn là đúng rồi. Và sau đó là nỗ lực. Nỗ lực là gì? Là chăm chỉ, là kiên trì. Nó cũng rất là quan trọng phải không nào? Không có cái sự nỗ lực này thì hoàn toàn cái lựa chọn chỉ là cái đích đến chúng ta nhìn thấy ở xa xa thôi. Mà nếu chúng ta không kiên trì, không bám đuổi, không quyết tâm, không nỗ lực thì làm sao mà đạt được cái lựa chọn đó được. Vậy nên cái quan điểm của mình, lựa chọn và nỗ lực, hai cái đều quan trọng như nhau. Và nó chỉ thuyết phục hơn là sắp xếp cái lựa chọn, cái chiến lược, lựa chọn mục tiêu, mục đích là số 1 ưu tiên. Và sau đó là nỗ lực, kiên trì để chúng ta đạt được cái mục tiêu, đạt được cái lựa chọn đó. Chúc các bạn thành công. Và mình vẫn là Nguyễn Anh Tùng. Hẹn gặp lại các bạn ở khóa học làm video ngắn.